Thưa bác Cảnh, chào cả nhà nhá. Nay tại cơ sở 2 phân địa bàn Hữu Lũng mình nhập lô chè VIP 18 cây. Bắt đầu cho thợ dâm ủ. Đây, nhà anh bạn rất là rộng, mình nhờ đây. Thoải mái để cây nhá. Đấy. Đấy. Rất là rộng. Và báo giá 2 cây VIP luôn nhá. Còn mình đây, các bạn này. Đây, cây các bạn nhìn này. Khủng nhất vườn cho mình nhá. Đấy. Đây, cây thứ hai đây. Đấy. Độc chân dài. Mỗi cây một kiểu. Đấy. Mỗi cây một kiểu. Đấy, hàng chân dài như nuột thế này. Bạn trồng sướng chưa? Đấy, sướng chưa? Đấy, cây thứ ba này. Đấy, cây này, sóng thụ này. Hai thân bằng nhau này, chọn mình đặt phải đặt như này nhé, sẽ chơi phong thủy nhé. Đấy, kia này. Độc chân dài hết nha bạn nhé. Đấy. Đấy, đặc biệt mình có cái lô 11 cây đây, giá rất là hợp lý đây. Các bạn cứ bảo nhập cây nhiều tiền mình chơi cái cảnh như thế này, mình quyết định nhập 11 cây. Đấy. Cây to, cây vành từ 15 đến 18, 19. Đấy. Đây nó cao này, mình đang che này. Đấy, sổ lá này. Đánh bầu rất là to bạn nhé. Lô 11 cây này mà nào lấy được cả lô này về chơi thì rất là giá rất hợp lý đấy nhá. Bao ship nhà luôn. Kích thước thì nó tầm 15 đến 18. Độc loại một thân hết, mình là chơi cây cảnh. 11 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và những cây này nhá. Đấy, bạn trông này. Mình sẽ thợ làm. Bây giờ vườn thì mình ra nó có khoảng cỡ hơn 50 cây trà hoa vàng nhé. Đấy. Hôm nay mình sẽ báo giá hai cây này. Báo luôn cho các bạn, nó là cái giá thị trường khi đã về đến đây đấy. Trông phải quây lưới đánh cái các thứ. Chi phí rất là nhiều. Đấy. Đây. Trước mắt các bạn đây là một cái trà to nhất vườn của mình, kể cả vườn trong kia nhé. Cái này vanh là 30, vanh gốc 30, thoát 40. Cái cao 3m6, tán rộng khoảng 2m, 2m3. Đấy. Thân luôn. Cái này đẳng cấp, tóm lại là cây đẳng cấp. Bạn nhìn này. Có cần cuông này nó có dính nhỉ? Cây đang đánh bầu rất to nha, rằm dày nha, cây nó già rồi các bạn. Đây các bạn nhìn cong cân cây này. Cây cao 3m rưỡi nha, tính từ mặt bầu lên. Tán là 2m2, 2m3. Hình tháp. Các bạn nào muốn chơi thấp thì hơn tí nữa thì cắt cái ngọn cao kia nhá, theo sở thích nhá. Theo mình là mình sẽ cắt đi khoảng cỡ 50 phân nữa thì bóng nó trông nó đẹp hơn. Đấy. Cây này tự nhiên, cây này mình đặt nhé, mãi mới nhập được một cây như thế này. Cái này mình cứ mạnh dạn báo giá 18 triệu nhá. Các bạn nào mà thích yêu mến thì cứ alo. Giá này thương lượng, nhưng mà cái giá trị của cây này rất lớn, chi phí rất là nhiều, 18 triệu cây này. Cây thứ hai là một cây này cũng rất là VIP, anh đấy. Cái này chiều cao chỉ 3m2 thôi, 3m thôi, tán thì rộng, tán là 2m rưỡi. Không anh ạ, không muốn cho đi luôn đấy. Đấy.
Cái này thoát vanh gốc 27, thoát 75. Bóng tán đẹp. Các bạn ơi. Đấy, to sát gốc 27 nha. Hai trên này 26 này. Thoát 75 này, trông thân nó luột như này. Đấy. Các bạn trông nó đóng tay đẹp này. Tay cành này. Nào thích chơi thoát cao nữa thì cắt cái này đi nhá các bạn nhé. Chơi cái cảnh mà cắt hai cành dưới đi. Đấy thì nó thoát lên đây nó vào hơn 80. 85 thì 75 85. Đẹp đóng đây đẹp. Đấy. Cái này mình báo giá 16 triệu nhá. Đấy. Đôi này một đôi báo 18, 16 là 34 triệu. Cái này. Thì cây cảnh thì mình báo giá nhá. Còn các bạn cảm thấy giá cả thì vì cái chi phí mình đi quá lớn. Mà cái cây này cây độc hiếm mà đặt mua giá rất cao. Và phải bán như thế mới được. Có thể là còn thương lượng nếu anh em thích. Mình có dịch vụ bao ship tận nhà nhá. Thế còn nếu mà anh nào mà yêu mến cả lô 18 cây nào mà chuyển luôn thì là giá nó lại khác nhá các bạn nhá. Mình sẽ lấy công làm lãi. Đấy, chi phí bỏ vốn ra này, này nhập luôn. Bạn nào mà muốn mua cả lô thì mình sẽ nói chuyện riêng và cho anh cái số đo nó cực kỳ chuẩn xác luôn. Anh nào là phải cái uy tín đứng đầu. Giá cả do hai bên cùng thương lượng. Thuận mua vừa bán. Đấy, này báo giá công khai một cây trà hoa vàng ba chẽ Quảng Ninh. Giá 18 triệu, một cây 36 triệu, một cây 16 triệu là 34 triệu nha. Đây này các bạn này. Các bạn mua đôi này về biếu các cụ, các ông, các bà. Thì quá quý rồi, biếu bạn bè cũng được, biếu sếp cũng được. Đấy, hoa để uống lên lá, chơi cái cảnh rất là đẹp. Mà thật ra những cây này là cây của tương lai. Quá đẹp luôn. Đấy. Các bạn trồng bóng tán như thế này đấy. Các bạn nhìn thấy đôi này nhá. Một cây một vẻ nhá, nó không vào đôi nhưng mà đấy là hai cây ấy mình báo giá cụ thể luôn nhá. Còn nếu mà cả cái lô mình anh nào muốn lấy chọn gói cả lô này hết thì cứ alo nhá. Nọ mình cũng báo nhầm một cái có khách hỏi mình báo nhầm thì mình nhập mấy lô rồi kìa. Đấy ông bạn nhá, chào cả nhà nhá, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cây này đang tại Hữu Lũng Lạng Sơn các bạn nhá. Đấy. Đấy, cái cây này rất rộng, có thể nhập được 50 cây nữa nhưng mà kinh tế nó khó.